Thằng đấy đến chơi ngắm cây tùng, nó bắt mình phải bê ra tận nơi cho nó ngắm. Em khổ cả nhà. Đêm hôm rồi sáng chơi, nó ngắm cây tùng của mình, nó bắt mình bê ra tận đây cho nó ngồi nó ngắm. Nhìn quả tung này hay phết nha anh nhỉ. Hay thế à? Ừ, cũng tạm tạm. Để trong kia nó hơi khuất bê ở đây, nhìn rõ cả hai mặt thì nhìn cũng điệu phết đấy chứ. Thế à? Ô mày biết nhìn tùng à? Nhìn cũng thấy hay hay mà. Cái Nhưng đây là mà cái dáng gì? em đang thắc mắc đấy, em đang định hỏi đấy, đây đây thì là tính là lão hay là trực hả anh? Với em thấy quả dâu dâu xuống dài quá. Đố mày biết đây là dáng gì? Em đang thiên thiên về lão hơn đấy, bởi vì em thấy cái quả dâu xuống này dài này. Dáng lão á? Em nghĩ là thế. Không phải đâu. Đó. Thế như này thì gọi là chứ không phải lão đi, là chỉ là còn là trực thôi, nhưng mà em không biết là đây là gọi là trực gì. Mình nhìn cái ông ở trên bức hòn đá kia, ông ấy là ông gì? Ông này á, trong ba tiên này, ông này giữ động tân đây này, đúng rồi, đạo sĩ đây này, Động tân là đạo sĩ đúng không? đúng rồi đúng rồi. Cái dáng cây này người ta gọi là dáng văn nhân. Nho gia thì mày thấy rồi đấy, là những cái ông nho gia là đạo sĩ hay là lớp văn ngày xưa thì trông người ta phải thư sinh lẻo lả đúng không? Nhưng cái cốt cách, cái chí khí nó vẫn cao ngạo. Ví dụ Thế nhà quan văn thì qua quan võ thì nhìn hầm hố, quan văn lúc nào nhìn người ta cũng nhẹ nhàng. Thì cái giới gọi là giới nho gia đó ngày xưa thì người ta cũng có một cái thú chơi riêng, như kiểu là thư pháp thủy mặc ngâm thơ bình tranh cái thứ ấy. Thì cái nhưng dáng họ họ cây nhẹ này, nhàng hơn. khi họ chơi cây này thì họ sáng tác ra cái dáng văn nhân. Thì đây là một cái cây văn nhân tiêu biểu. Nhìn hay quá, Ừ. nhìn trông Đây đẹp đây đây là một cái dáng trực văn nhân tiêu biểu, mình nhìn thấy không? Nó cũng gầy gầy, nó gầy gầy nhưng đạo sĩ kìa. Cái dáng cây các thứ, dáng cây với cả tượng nhìn nó hài hòa. Dáng văn nhân nó không cần phải nhiều chi tiết, nó chỉ nhẹ nhàng thưa thoát thôi nhưng mà nó vẫn toát được cái ý giống như kiểu thư pháp ấy. Chỉ vẽ vài vài nét bút thôi mà diễn thành vẫn thành bức tranh kinh điển ấy, đấy đúng nó rồi. phải đã được như thế. Ok, thế là về về dáng là cây tùng này có dáng trực văn nhân đó, chứ không phải là dáng lão như lúc đầu em nghĩ đúng không? Ok, cái cây có bệ này, bệ nó đẹp thế này cơ mà, nó nổi hẳn lên này, chả khuyết góc nào luôn này, phải trượt cái bệ nó quá nhỉ. Bắt đầu cái đường thân lên, cái đoạn này này còn bị đằng đằng này, này còn bị mất đi đến nửa thân chứ đây này. Cái đằng À, sau đấy này người thấy ta này. gọi là lũa đấy. Những cái vết trắng trắng như này là lũa đây. Đây chạy dọc lên đến đây thì đoạn này em thấy bắt đầu từ đây này nó lại bị trắng trắng trắng, nó lòi ra cái này thì đây là cũng là vết lũa. Nó gọi là lũa lũa âm thân đấy. Cái vết đấy là từ một cái cành, những cái cành chỉ chết thì người ta thành cái vết lũa, để lâu thành vết lũa. Lên đây tiếp cái đoạn trắng trắng này ra cũng là cái lũa âm thân đấy, cũng do cái cành bị chết. Ok, lên đây, đây sống lại bình thường. Thế thì nhưng mà sao sao cái lũa này em thấy cái màu nó hơi hơi xỉn xỉn ghi ghi mà nó không không được trắng như kiểu cái lũa mà em nhìn thấy ở Có ở hai màu, màu trắng tinh và màu cánh gián. em thấy ở ở trên mạng họ làm, họ dùng cái gì cái máy họ cào cào họ đánh ra mà nó ra màu trắng cơ, màu Không, trắng. nghĩa là họ cào mày đấy là họ tạo hình thôi, còn khi mà màu trắng là họ bôi thuốc lũa, lũa thuốc màu trắng thế thôi. Họ cào cạo đưa mày lũa vào họ làm lũa ấy là để mà tạo ra cái lũa nhìn nó tự nhiên, để tạo ra cái cảnh chết nhé, Sau đấy là họ bôi cái màu trắng vào. để mà bảo vệ lũa. Nó gọi là thuốc lũa. Thì cái màu trắng đấy nhìn với cả màu vỏ cây nhìn nó cũng tương phản, nhìn cũng bắt mắt phết đấy nhỉ anh nhỉ. À thì bọn Tùng, cả đặc biệt là bên khí lạnh, họ làm lũa màu trắng, ư nhìn nó tạo thành một cái trang trí ở trên cây, tăng thêm gọi là cảm giác hưởng thụ Chuẩn đấy. ngắm. Nhưng mà còn có cái trắng ở đây của anh là em nhìn thấy nó có vẻ không được trắng như của người ta đâu. Trắng này là trắng phương mưu. Anh không 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 bôi sữa của chị Phương vào à? Hay là không bôi à, nhầm lại, chết rồi, sữa của Tao chị Phương thuốc bôi thuốc cái mặt lọ, mày. nhầm, chết chết rồi rồi rồi.
Thì hôm đấy em mua thuốc thì rồi chọn màu cánh gián, ui, trắng bẩn bó mẹ. quá nhỉ. Ừ. Con đấy nó là dáng văn trực văn nhân tiêu biểu ấy. Hay quá. Thế thì cây này phải của em thôi. Cái gì ấy? Mày 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 bị ảo à? Mày có biết mày biết là hôm tao quay cây này bao nhiêu người mà nhắn tin hỏi mua tao có bán đâu. Thế bây giờ nhá, anh hãy thử nghĩ xem nhá. À, em anh này làm báo cầm bút thì nếu như mà triều đình chia làm hai bên thì chắc là em được tính về bên văn ban, tức là bên quan văn rồi. Mày quan văn à? Đúng rồi, văn ban là Sao cầm mày không bút. làm quan võ? Ui, rồi võ đánh ai, ui, quan võ phải bệ vệ, phải áo giáp rồi đủ các thể loại thì chắc là thôi em cũng không hợp đâu. Thì thôi em đứng về bên văn ban đi, thì văn ban hay võ ban thì cũng phải theo triều đình chứ đúng không. Thì cái cây này em thấy là người nó ròng ròng cũng giống em này, ông này này đấy, nhìn cũng thư sinh này, cũng chắc về già em cũng giống ông này đấy. Thì em thấy mà cái chậu lại màu da bí nữa chứ, lại hợp với tông nhà em nữa chứ. Ôi trời ơi, thế thì cái cây này sinh ra để dành cho em rồi. Anh thấy không, người anh thì to khỏe, nhìn cao ráo cơ bắp gì kia, ai lại đi chơi cây gầy thế này, không hợp đâu. Em hợp với em là việc của em, thế còn đâu có nằm yên đó. Hợp Em hợp với em thì anh nhường em anh chứ. nhưng mà anh thấy mày có cây văn nhân đẹp rồi, Em làm gì có cái tùng nào văn nhân có này mày mày có cây lựu văn nhân đẹp thế hơn gì đâu. nữa. nhưng Trời nhưng nhưng mà ơi nó lại mày không bị bị cái lụa lụa âm thân, thôi cái này thôi nó mới là thôi cái quý này, mà thôi lại thôi là thôi lụa tự nhiên đấy. anh bảo này, Dạ. anh bảo anh biết một chỗ có cây tùng rất đẹp mà lại rẻ, anh mách cho mày. Nhưng mà có lụa âm thân, lụa tự có nhiên có không? có Ở có đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu? anh sĩ anh ấy có đấy mà hỏi anh sĩ nhá. Ờ, Bye bye.